Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình lại quay lại với các bạn ở một cái video làm về cái xoay quanh cái vấn đề mà người Việt Nam mình muốn đi du lịch ở bên Mỹ thì cái thủ tục làm visa như thế nào và cần phải chuẩn bị những gì để khi chúng mình đi sang bên Mỹ. Trước mắt thì tại sao mà mình lại ghi ở trên cái tiêu đề để tránh gặp phải những cái gọi là lừa đảo, thì đấy là cái lý do mà mình đã vấp phải. Thì thực ra khi mình làm visa du lịch thì nhiều người sẽ không biết là cái visa du lịch Mỹ nó không giống như những cái nước khác mà qua môi giới. Như một số người thì nói là đưa cho tôi mấy trăm triệu gì đó thì tôi sẽ đảm bảo cho anh đi được du lịch ở Mỹ, với điều kiện là khi nào anh đậu visa thì tôi mới nhận tiền. Các bạn ạ, đi phỏng vấn du lịch Mỹ ấy, thì nó cũng nhiều cái thành phần, nó thuộc vào cái sự may mắn nữa. Có thể may mắn mà bạn có thể qua được cái vòng phỏng vấn visa đấy, và những cái người mà lợi dụng bạn ấy, thì người ta sẽ lợi dụng cái sự may mắn của bạn. Nếu như bạn may mắn mà bạn được visa thì cái số tiền mà người mấy trăm triệu kia người ta sẽ tự dưng là người ta có thôi, chứ thực ra đi du lịch ở Mỹ không có cái môi giới nào mà có thể môi giới để cho các bạn đi cả. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Còn cái vấn đề thứ hai là khi mà bạn đi du lịch Mỹ ấy, thì nếu bạn đã có bằng lái xe rồi, bạn sang bên Mỹ, bạn đi trong thời gian du lịch vài tháng, bạn có thể sử dụng cái bằng lái xe đấy của bạn. Nếu khi mà có cảnh sát, công an mà có hỏi bạn để khám giấy tờ thì bạn có thể trình bày như thế, người ta sẽ ok, không vấn đề gì. Nhưng bạn có biết không, bạn lại đi làm một cái gọi là bằng lái xe quốc tế. Trời ơi, đấy là chính là cái mà mình đã vấp phải trước kia. Mình còn thấy cái bằng lái xe quốc tế, mình còn tham, người ta nói là 10 năm thì mất mấy 4 5 triệu, còn đâu 2 năm thì mất 1 triệu rưỡi hay là 1 triệu gì đó. Thì mình nghĩ thôi, thêm vào mấy triệu nữa được những 10 năm tội gì, 10 năm, 20 năm. Thế là cũng làm cái bằng lái xe quốc tế và mình đã mang sang bên Mỹ, và mình đã đi đến tận DMV, họ mình đưa trình cái bằng lái xe đấy ra. Và người ta nói là cái này không những không có giá trị sử dụng ở bên Mỹ, mà khi bạn mà bị bắt á, mà bạn trình cái bằng ấy ra là công an người ta còn có cái vấn đề phỏng vấn bạn rồi thì sẽ lôi bạn về để giải quyết, tại vì cái bằng đó là không có thật ở trên thực tế. Người ta còn có thể quy vào cái tội làm giả hoặc là lừa đảo ấy các bạn ạ. Chính vì thế nên là những người nào mà chuẩn bị đi du lịch ở Mỹ thì riêng với cái phần bằng lái xe ấy, thì các bạn hãy nghiên cứu nhé, vì chính mình đã là cái người mà mình đã vấp phải cái vấn đề đấy. Còn khi bạn muốn đi du lịch Mỹ thì trước hết là như thế nào? Bạn có công ăn việc làm, bạn có tài chính, bạn có đứng tên cái những cái sở hữu những cái vật chất chẳng hạn như nhà cửa hay là xe ô tô gì đấy, thì giấy tờ đấy thì bạn mang theo. Thực ra mang theo người ta cũng không có xem đâu, nhưng mà bạn khai ở trên, bạn mang theo cho nó đầy đủ. Mà cũng có thể là khi bạn mang theo thì qua cái vòng, khi vào phỏng vấn cái vòng check các thứ thì theo khi người ta cũng đã check được rồi thì người ta không cần xem, tại vì khi phỏng vấn người ta không có xem những cái giấy tờ đấy của bạn đâu. Người ta chỉ hỏi bạn là bạn làm nghề gì ở Việt Nam, bạn có gia đình ràng buộc ở Việt Nam để bạn quay về hay không, bạn có con cái, có chồng, có vợ để quay về, bạn có nhà, có cửa, có xe, có những cái tài sản riêng giá trị. Thì đấy là những cái mà rất là tốt cho cái việc bạn đi phỏng vấn visa, mà bạn đậu visa Mỹ. Cái thứ nữa là nếu như bạn có cái visa du lịch ở những cái nước giống như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc, thì những cái nước đấy cũng là một trong những cái mà giúp cho bạn đậu visa. Đấy.
những cái visa mà bạn đã từng đi những nước như thế. Còn lại thì là do cái phần may mắn nữa, rất nhiều người có đầy đủ những cái tiêu chí đó nhưng người ta lại không may mắn nên là bị trượt visa đó. Thì khi mà bạn làm visa thì tôi khuyên bạn là cứ lên online search cái form D160 về và điền các thông tin ở trong đó. Nếu bạn không biết tí gì tiếng Anh thì bạn có thể nhờ một người bạn biết tiếng Anh. Thực ra thì nó cũng đơn giản lắm, nó chỉ hỏi xoay quanh những cái họ tên rồi thì người nhà bạn, rồi bạn đã từng làm ở đâu, hay bạn là đã đi ở Mỹ bao giờ chưa, rồi thì những phần câu hỏi yes no thì những cái phần đấy thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần một người bạn biết tiếng Anh cơ bản là có thể giúp bạn được rồi nếu như bạn không biết tiếng Anh. Còn nếu như bạn nhờ đến trung tâm ấy thì thực ra nếu bạn có điều kiện mà bạn bận bịu hay bạn không muốn làm thì bạn cũng có thể nhờ đến trung tâm họ làm cho bạn từ A đến Z. Nhưng mà mình nghĩ là làm online là cách tốt nhất, tại vì sẽ cho bạn cái kinh nghiệm và bạn sẽ hiểu hơn về những cái vấn đề hơn. Khi bạn phỏng vấn cũng sẽ tự tin hơn. Tại vì tự tay mình làm, mình tự xem hết tất cả những cái mà mình thấy trong cái phần người ta hỏi ở trong cái phần điền cái form để làm visa DS160. DS160 thì tự nhiên mình đi sâu về những cái đó hơn thì mình sẽ hiểu về những cái đó hơn, thì đến cái lúc phỏng vấn nó cũng làm cho mình tự tin hơn đó. Và trước khi phỏng vấn thì các bạn cứ đọc một số những cái clip mà các bạn đăng ở trên YouTube hay là ở trên mạng đó, có rất nhiều những cái phần mà giới thiệu về cuộc phỏng vấn du lịch ở bên Mỹ như thế nào thì các bạn có thể xem cái đó. Còn để đi du lịch ở bên Mỹ thì các bạn giống như hôm trước thì mình đã nói rồi ấy, các bạn chỉ nên mang những cái đồ dùng thiết yếu thôi. Còn khi mà mình đi phỏng vấn ở hải quan ở sân bay của bên Mỹ thì mình cũng trả lời thành thật giống như là người ta hỏi mình ở đại sứ quán Mỹ, mình cứ hỏi, mình cứ trả lời đúng theo những cái gì mà người ta hỏi bạn đến đâu, bạn đi đi du lịch, bạn ở chỗ nào, mình cứ xoáy đúng vào cái câu hỏi người ta hỏi mình trả lời. Còn cái phần mà mình đi ra du lịch thì mà mình phải mang theo số tiền là khoảng độ 1-2 ngàn gì ấy các bạn ạ, chứ không mang đồng nào trong người đi thì mình nghĩ là sẽ hải quan bên Mỹ người ta sẽ gây khó dễ cho bạn. Và một cái thẻ quốc tế, thanh toán quốc tế, bạn nói là đây nếu như bạn không có tiền mặt mang theo bạn có thể trình cho người ta xem, đây là cái thẻ mà tôi sẽ sử dụng khi mà tôi ở bên Mỹ. Mình nói cho người ta đưa cho người ta xem, người ta sẽ cầm và người ta kiểm tra đấy các bạn ạ. Thẻ là phải là thẻ thật đấy, không phải là thẻ giả đâu, có nghĩa là tất cả mình phải đều là thật hết thì mọi chuyện sẽ rất là dễ dàng và sẽ rất là ok thôi. Nếu như mà người ta thấy mình trả lời thành thật và cái mục đích chuyến đi của mình dự định đi như nào là mình đã ghi hết ở trong cái plan travel, là mình đã phải ghi hết những cái gạch đầu dòng ra rồi. Ngày đầu tiên bạn làm gì, ngày thứ hai bạn làm gì, bạn ghi hết những gạch đầu dòng ra. Và nếu như người ta thấy cái mà những cái vấn đề mà bạn cần lưu lại ở bên Mỹ nó đủ cái thời gian, nó rất là nhiều công việc bạn cần làm, cần thăm bạn bè hay là họ hàng gì đấy, nó thời gian nó rất là nhiều chẳng hạn, thì người ta sẽ dựa trên cái plan du lịch của bạn đó để người ta cho bạn ở khoảng độ bao nhiêu lâu. Thường thì người ta sẽ cho ở bạn ở 3 tháng. Còn nếu như người ta thấy bạn có nhiều việc thì người ta sẽ có thể người ta sẽ ký cho bạn ở nhiều nhất là 6 tháng là cái visa du lịch đó. Thế còn những cái trường hợp mà người ta nghi ngờ, cho nên tốt nhất đi thì các bạn đừng mang những cái máy tính mà có những dữ liệu thông tin nó đặc biệt, nó mang tính chất nghi ngờ thì mình không nên mang những cái máy tính này đi. Tốt nhất là mình để cái máy tính nó thuộc dạng clear all everything, tất cả là bạn sẽ clear hết đi, thì bạn sẽ mang máy tính như thế đi thôi, hoặc là bạn không mang máy tính, bạn dùng điện thoại cá nhân thôi,
Tại vì thường mang máy tính đi là người ta sẽ kiểm tra rất kỹ, cặn kẽ. Đó là cái tiếp theo. Tiếp theo sau nữa là cái mà khi mà bạn phỏng vấn ở Việt Nam á, thì người ta sẽ hỏi bạn về những cái nơi mà bạn định ở và bạn đấy, thì bạn phải chuẩn bị sẵn ra để nói, có nghĩa là mình họ hỏi đến cái là mình nói được ngay là tôi sẽ ở chỗ này, phải thuộc cả địa chỉ nữa bạn ạ, để khi mà họ hỏi là mình chỉ việc trả lời thôi. Và tôi sẽ ở, nếu ở khách sạn thì phải nói rõ là tôi đặt ở khách sạn này rồi, như thế này, vé máy bay bạn nào chưa đặt thì nói chưa đặt, còn nếu bạn nào đã đặt rồi ngày nào giờ nào hạ cánh mấy giờ chuyến bay như thế nào, các bạn phải nhớ rõ để người ta hỏi đến là các bạn trả lời luôn, có nghĩa là người ta biết là mình đã có cái sự chuẩn bị để đi du lịch, mình đã có sự chuẩn bị chu đáo rồi, ngày nào giờ nào như nào là mình sẽ nói hết cho người ta, không vấp, nói trơn tru, nghĩa là các bạn cứ tập dượt ở nhà hết đi, để khi mình nói là mình cứ thuộc lòng lòng á, là người ta sẽ cũng không có cái phần nào để người ta nghi ngờ bạn nữa. Khi bạn phỏng vấn xong mà người ta giữ lại hộ chiếu của bạn, người ta nói là congratulations thì là bạn đã đỗ, hoặc người ta sẽ nói là good luck thì là cũng là bạn đã vượt qua, và bạn họ sẽ giữ lại hộ chiếu của bạn để họ dán cái visa vào đó, và người ta sẽ mang đến tận nhà cho bạn sau khoảng trong vòng 1 tuần, có người thì 3 ngày, có người 4 ngày gì đấy. Thì cái phần để mình mang theo hồ sơ cho visa thì bạn chỉ cần mang một cái thẻ ảnh mình chụp để dán vào cái visa, là cái ảnh 5 5 nhân 5 ấy các bạn, ảnh khung phông trắng ấy, ảnh chụp rồi dùng cho hộ chiếu ấy. Thì các bạn chỉ cần mang duy nhất cái phông cái ảnh đấy thôi, còn hộ chiếu đi kèm giấy tờ các thứ thì mình cứ mang đi cho nó đầy đủ, mình đã chuẩn bị những cái gì, giấy tờ chứng minh hay là đứng tên sở chủ sở hữu những cái gì. Và nếu như bạn có một cái số bệnh gì đấy, bạn bảo là nhân tiện tôi đi du lịch thì tôi muốn đi khám, thì tốt nhất là bạn có cái lịch sử khám bệnh của những cái bệnh gì đấy, chứ không phải là bạn bị bệnh mà người ta không cho bạn đi đâu, trừ những cái bệnh lây lan như là lao phổi hay là da liễu hay là những cái bệnh ngoài da mà có thể bị lây lan á, là các bạn đừng có mà ghi vào trong, hoặc là các bạn có những cái bệnh đấy thì chắc là các bạn không nên đi, tại vì đằng nào ở bên đầu bên kia, cái custom bên kia hải quan người ta cũng sẽ kiểm tra rất kỹ. Thì bạn chữa hẳn khỏi những cái bệnh lây lan đi rồi các bạn hãy đi du lịch đấy, còn những cái bệnh các bạn ở ung thư giai đoạn đầu, giai đoạn 1, 2 gì đấy thì vẫn có thể đi được sang bên Mỹ, các bạn có điều kiện vào bệnh viện của Mỹ kiểm tra khám thì các bạn cũng ghi vào trong cái plan traveling của các bạn là tôi sẽ đi khám bệnh ở những cái ngày này như thế nào. Mình ghi cụ thể ra tôi đi tham quan cái khu này, tôi đi bảo tàng này, tôi đi tham quan cái chỗ nọ chỗ kia. Trước khi đi mình search ra, mình đi du lịch là mình phải có những cái điểm để mình đi tham quan đó. Còn một cái điều nữa là khi các bạn đi du lịch thì cái cơ hội của các bạn, nhỡ đâu lại những cái bạn mà chưa có gia đình chẳng hạn, vì biết đâu lại gặp phải một cái người nào đấy mà lại bị gọi là tình yêu sét đánh sét chiếc gì đấy, là các bạn có thể đi đến hôn nhân và có thể kết hôn từ cái visa du lịch các bạn ạ. Có thể kết hôn, lấy hồ sơ kết hôn visa du lịch, mặc dù kể cả visa các bạn đã chuẩn bị hết hạn rồi mà trong thời gian bạn vẫn đang phải chờ để làm cái visa kết hôn vẫn ok, không phải lo lắng gì cả, tại vì mình vẫn đang là cái visa kết hôn đang trong quá trình hoàn thành, nên là cái visa du lịch lúc đấy nó không có liên quan nữa, các bạn sẽ chỉ cần để ý đến cái hồ sơ kết hôn của mình thôi. Biết đâu đấy lại gặp phải người nào đó mà người ta lại đang cũng muốn lấy vợ hay đang cũng muốn lấy chồng, thì người ta sẽ làm cái visa kết hôn cho mình, và cơ hội định cư lại ở Mỹ là rất dễ dàng. Kể cả các bạn đã từng có gia đình rồi, các bạn đã ly hôn rồi, các bạn xin được cái visa du lịch sang bên Mỹ mà tình cờ các bạn gặp phải người nào đấy mà phải lòng nhau rồi thì dẫn đến kết hôn là một điều vô cùng tự nhiên. Nước Mỹ người ta không cấm các bạn ạ, sẽ rất dễ dàng để ở lại nước Mỹ từ cái visa du lịch đấy. Thì trên đây là những cái vấn đề mà mình chia sẻ với các bạn
trong cái phần làm phỏng vấn visa du lịch. Thì visa du lịch thì các bạn đấy, các bạn cứ điền form thôi, xong sau đấy là các bạn nộp tiền ra bưu điện, nộp tiền này, rồi thì các bạn về lại vào cái nhớ cái số series số mà mình đăng ký form visa của mình để mình lại login again tiếp theo. Login lại xong là mình vào cái phần đăng ký đóng tiền à, đăng ký lịch hẹn lên ngày phỏng vấn rồi đi phỏng vấn thôi thôi. Làm nó đơn giản lắm các bạn ạ, chưa làm thì thấy nó mơ hồ, nhưng cứ đi vào cái online search về cái form DS160 về rồi mình tự làm rồi, như thế là nó không có khó khăn gì cả, ai cũng có thể làm được. Thì đấy là những cái mà mình muốn chia sẻ về cái cách để hướng dẫn làm cái visa để các bạn không có bị lừa, không có bị qua môi giới, không có bị có bằng lái xe Việt Nam rồi thì cứ cầm cái bằng lái xe đi rồi sẽ được đi xe ở bên Mỹ với cái bằng lái xe của mình, không cần phải đi làm bằng lái xe quốc tế trước thì cả tự dưng mất mấy triệu bạc, mất thời gian chờ đợi đi đăng ký đi làm rồi cuối cùng sang bên đây không may công an họ bắt được cái bằng đấy rồi tiền mất tật mang. Đấy là những cái kinh nghiệm mà chia sẻ mình muốn nói để với các bạn để các bạn tham khảo. Rồi còn cái video mình sẽ muốn chia sẻ tiếp một cái video tiếp theo nói về cái phần khi mà các bạn đi du lịch thì các bạn nếu như các bạn gặp phải mà người mà mình muốn kết hôn thì thủ tục visa để dẫn đến kết hôn từ cái visa du lịch và visa sinh viên dẫn đến kết hôn là có những cái thủ tục như thế nào, có dễ dàng hay không, và trong bao nhiêu lâu thì mình sẽ nhận được cái thẻ xanh từ cái visa kết hôn. Thì cái video clip lần sau mình sẽ nói về những vấn đề đó. Rồi xin hẹn lại các bạn ở cái clip lần sau. Hy vọng là những chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Chào tạm biệt các bạn.